cụ Mờ đã đến với kênh vlog Cùng Cháu Vào Bếp. Các cụ Mờ ơi, quả trám là một cái loại quả mà rất đặc trưng của vùng miền Bắc, nhất là vùng Trung Du, giả dụ như là ở Bắc Cạn, như là Yên Bái, như là Phú Thọ, vân vân. Thế thì cây trám nó là một cái loại cây mà có thể trồng và nhưng mà nó là cái cây tự nhiên, tức là họ có một cái rừng trám với các cụ Mờ ạ. Thế thì quả trám nó có rất nhiều công dụng, nó là ngoài nó là một vị thuốc nam giúp cho người ta chữa ho, chữa đau họng, rát họng, vân vân. Thế thì nó còn là một loại quả thực phẩm để người dân dùng để nó để chế biến các món ăn, giả dụ như là xôi trám, rồi là trám kho với cá, trám kho thịt, rồi là trám muối, vân vân. Thế thì trám là còn ô mai trám nữa, cháu quên, ở Hà Nội còn có cái ô mai trám nữa cũng rất là ngon. Thế thì ngày hôm nay Hà Nội đang có rất nhiều bà hàng bán trám gánh xung quanh các phố phường, các con ngõ của Hà Nội. Thì nhà cháu mới nghĩ ngay đến một món ăn mà sử dụng cả nguyên liệu thời vụ, đó là trám, nhưng mà lại một món kho rất là hợp trong cái thời tiết đầu đông lạnh lạnh rồi là mưa phùn như thế này. Đó là món thịt kho trám. Để làm một bậc món ăn này thì các cụ nhất thiết phải có trám thôi. Cháu nói luôn thêm là trám thì có hai loại là trám trắng và trám đen. Thế thì trám đen là cái loại quả dinh dưỡng, ăn ngon bùi hơn trám trắng, nên là cháu ngày hôm nay cháu làm bằng trám đen. Các cụ Mợ nhá, nhưng các cụ Mợ có thể làm bằng trám trắng cũng được, nhưng mà cháu thì cháu thích làm bằng trám đen. Ngoài ra thì cháu cần phải có một miếng thịt dọi rất là ngon. Đây, miếng dọi quế 500g, 300g trám và những cái gia vị thông thường thôi. Thật ra các cụ Mợ mà muốn xem ý, thì là cái món thịt kho cháu đã hướng dẫn các cụ Mợ món thịt kho tàu rồi. Rất nhiều trong cái món thịt kho tàu đấy, rất nhiều người xem và cũng rất nhiều người comment là thịt kho không có hành tỏi rồi thịt kho không có nước dừa Các cụ Mợ ơi, cháu nói lại một lần nữa nhé, là thịt kho theo kiểu bếp nhà cháu. Và nhà cháu từ trước đến giờ là mọi người toàn kho như vậy, và cháu cũng được biết rất nhiều người kho đến vậy. Những người mà ở Hà Nội người ta kho, người ta ít cho hành tỏi lắm, mà chỉ có là thịt kho với các loại gia vị, sau đó đảo và cho nước vào đun xâm xấp đến khi mà cái miếng thịt nó mềm ra, mỡ trong và nước nó còn lại sánh sánh là được. Đấy là thịt kho cái kiểu của bếp nhà cháu là như vậy, và không có hành tỏi, không có nước dừa gì đâu nhá. Sau này nhà cháu mà mở một chuyên mục ẩm thực miền Nam thì cháu sẽ kho kiểu thịt kho của người miền Nam, sẽ có hành tỏi và có cả nước dừa các cụ Mợ nhá. Còn ngày hôm nay là cháu đang làm cái kiểu Bắc và kiểu của bếp nhà cháu đây ạ. Thì cái món thịt kho này thì như cháu nói với các cụ Mợ ấy, thịt dọi là kho ngon nhất là phải chọn dọi quế mà có loại bì mỏng và nó có đủ 3 lớp 3 chỉ và nó không long thì chúng ta làm thịt kho nó mới ngon. Ngoài ra chúng ta cần 300g gạo trám đen và chúng ta cần có nước hàng, các loại gia vị thông thường như là muối hoặc là bột canh hoặc là bột súp gì đấy ạ, hoặc là rồi là mì chính, bột nêm, hạt tiêu, đường, xì dầu, nước mắm. Đấy, chúng ta sẽ cần những cái nguyên liệu như thế để chúng ta làm một món thịt kho trám ngày hôm nay. Để làm món thịt kho trám nhá, cháu cần 500g thịt dọi này, dọi quế này. Các cụ Mợ về mua rửa thật sạch và lấy dao cạo sạch bì cho cháu nhá, trắng nõn như này này. Đấy, trắng như ngọc trinh này là được. Đấy. Xong bắt đầu chúng ta sẽ thái. Thịt kho thì chúng ta chỉ thái vuông quân cờ thôi các cụ Mợ ạ. Cái này mà chia làm đôi thì hơi to, mà chia làm ba thì hơi nhỏ thôi, cứ chia làm ba xong rồi thái miếng nó to lên vậy. Đấy. Nhưng mà có được gọi là bột canh, nhưng mà các cụ mợ không có cái đó thì các cụ mợ ướp, các cụ mợ ở nước ngoài ấy, các cụ mợ thay bằng muối tinh cho cháu nhá, nửa thìa canh nha. Rồi tiếp đó là nửa thìa canh mì chính. Cụ nào không ăn được mì chính thì thôi bỏ nhá. Có nhiều người hay bảo cháu là anh Hải hay ăn lắm mì chính thế, nhưng mà thật ra thì nó là ăn theo thói quen của các cụ mợ, cũng khó bỏ lắm. Còn cụ nào không thích, cụ nào sợ mì chính độc thì các cụ bỏ đi. Một thìa canh hạt nêm. Đấy. Rồi, tiêu cháu thích nhiều tiêu nên cháu sẽ cho nửa thìa. Cụ nào mà không thích ăn tiêu thì thôi, cho ít thôi ạ. Nửa thìa canh tiêu. Ừ. Rồi, chúng ta sẽ cho một thìa đường các cụ mợ nhé. Thịt kho bao giờ cũng phải có một chút đường vào để nó làm cho trong mỡ. Một thìa canh đường. Rồi, chúng ta sẽ trộn hết cái hỗn hợp này lên đã, xong rồi chúng ta sẽ ướp thêm nước mắm, xì dầu và nước hàng các cụ mợ nhá. Ừ. Miếng dọi ngon quá các cụ mợ ạ, vừa có cả một chút sụn sụn nữa. Ăn rất là phê pha đấy ạ. Rồi tiếp đến đó này. Sau khi cháu ướp những gia vị khô rồi, bây giờ cháu ướp những gia vị ướp nhá. Nước mắm ở đây, nước mắm ngon, cốt cá cơm các cụ mợ cho cháu 3 thìa canh nhá. 3 thìa canh nước mắm. Rồi. Các cụ mợ cho cháu vào đây một thìa xì dầu, hay còn gọi là nước tương đấy ạ. Trong miền Nam hay gọi là nước tương đấy ạ. Đấy, một thìa canh xì dầu, 3 thìa canh nước mắm. Chúng ta lại đảo tiếp. Thơm lắm các cụ mợ ạ. Mùi nước mắm, mùi xì dầu, mùi tiêu nó quyện với nhau này. Thơm ngon, hấp dẫn lắm. Rồi. Tiếp đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ ướp cho vào đây 4 thìa canh nước hàng để cho khi kho nó lên cái màu đẹp các cụ mợ nhá. Đấy, nước hàng cháu đã hướng dẫn các cụ mợ rồi nên là các cụ mợ cứ xem lại cho cháu ở cái số thịt kho là có cách làm nước hàng rồi đấy. Rồi cháu cho 4 thìa nước hàng vào các cụ mợ nhá. 4 thìa canh đấy ạ. Rồi. Chúng ta sẽ đảo đều lên cho thịt nó thấm. Tí nữa chúng ta sẽ kho. Các cụ mợ để cho cháu 1 tiếng nhé, tối thiểu là 1 tiếng. Còn không là phải nửa ngày đến 1 ngày thì kho nó mới ngon ạ. Các cụ mợ nhá. Đấy, chúng ta xong rồi, đây cháu sẽ để khoảng 1 tiếng để cháu kho. Đấy, cháu đã ướp 1 tiếng để kho đây. Thịt xong. Bây giờ đến chám. Quả chám này không thể mà tự như thế mà kho ngay được đâu ạ. Mà quả chám này khi mua về các cụ mợ phải rửa sạch, cho cái quả chám này vào nước, lấy tay xoa xoa này. Vừa rửa thật sạch khoảng độ 3 nước. Xong đó bắt đầu các cụ để ráo. Bây giờ chúng ta sẽ phải om chám. Om chám là cách gì ạ? Vì thật ra bản chất cái quả chám nó rất là cứng, nên là chúng ta sẽ phải om cho nó mềm ra bằng cách là chúng ta sẽ pha 3 nước sôi, 1 nước lạnh. Xong là chúng ta đổ cái hỗn hợp đấy ngập quả chám. Rồi chúng ta để 20 phút thì quả chám nó sẽ tự khắc mềm. Chúng ta lấy ra vớt vào nước lạnh, xong rồi chúng ta bổ đôi bỏ hạt đi để lấy chám kho cùng với thịt ạ. Rồi các cụ mợ ơi, nước sôi đây nhá. Các cụ mợ nhớ cho cháu là nước thật sôi nhá. Chúng ta sẽ đổ 3 bát trước này. Nóng ấy, cháu sợ là bê nóng ấy. 1 bát này. Nó khoảng nước 70 độ các cụ mợ nhé. 2 bát này. Ba bát này. Bây giờ 1 bát nước lạnh nữa này. Nước nó khoảng 70 độ các cụ mợ nhá. Rồi, đấy, 4 bát. Chúng ta sẽ đậy vung luôn. Đấy, cái nước ấm tay, ấm già tay. Rồi, đấy, chúng ta đậy vung để đây. Và các cụ nhìn đồng hồ cho cháu 20 phút nhá. Đậy vung om 20 phút. Để khi mà chám nó sẽ mềm ra, chúng ta sẽ lấy, chúng ta bổ đôi ra. Cụ mợ ơi, sau khi được 20 phút rồi nhá. Đây, nước vào vẫn còn ấm tay nóng nóng như này. Chúng ta vớt chám ra vắt nước lạnh nhé. Đấy. Om xong rồi là vớt ra nước lạnh. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ tách đôi bỏ hạt đi. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ tách đôi quả chám ra nhé. Đấy, chúng ta lấy con dao vào đây. Chám mềm rồi đấy ạ. Đấy, đây là các cụ mợ này. Rồi. Cháu còn biết được có cái câu chuyện của mọi người là cái quả chám này này, sau khi mà lấy hạt này xong rồi chặt đôi ra, xong rồi cho trẻ con lấy cái tăm ấy, xong là cứ khêu khêu hạt ra ăn, xong còn cái vỏ hạt chám này này đóng xuống nền đất để khi nào cho chắc sàn nhà ấy các cụ mợ. Đấy. Như là như thế. Đây các cụ mợ tách hạt ra cho cháu nhé, bổ đôi quả chám ra tách hạt nhé. Bở lắm rồi đấy ạ. Đấy, bở lắm. Thơm nữa. Cái mùi chám nó cũng dậy mùi lắm. Khi mà tách đôi ra nó dậy mùi lắm. Cụ mợ ơi, sau khi làm chám xong và thịt cũng đã được 1 tiếng rồi nhá. Vậy chúng ta sẽ tiến hành kho các cụ mợ nhá. Các cụ mợ cho cháu 3 thìa canh dầu ăn vào trong nồi ạ, để chúng ta xào thịt trước. Đấy, các cụ láng chảo cho cháu đi ạ, để cho dầu nó nóng lên. Sau đó chúng ta sẽ vớt thịt vào, chúng ta đảo săn nó lên. Xong rồi chúng ta vớt thịt và đảo săn lên, xong chúng ta đổ nước chế nước xâm sấp. Và kho chám ấy, theo kinh nghiệm của nhà cháu ấy, thì nhà cháu không cho chám vào ngay đâu ạ. Nên khi nào thịt bắt đầu nó mềm mềm thì bắt đầu cháu sẽ cho chám vào, cháu kho cùng luôn. Đấy. Đấy, đợi cho dầu nó nóng các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ vớt thịt cho vào. Và cái nước này chúng ta không đổ đi đâu nhé các cụ mợ nhá. Nước này tí chúng ta sẽ hòa với cả nước kia để chúng ta cho vào đấy ạ. Rồi. Các cô mợ đảo to lửa cho cháu nhá. Đảo cho miếng thịt nó săn lại. Đứng cạnh đây thơm lắm các cô mợ. Mùi nước mắm, mùi tiêu nó quyện vào với nhau. Tại sao cái anh thịt lợn là rất hợp với nước mắm với cả tiêu ấy. Thơm lắm. Các cô mợ đảo săn cho cháu trong cái nồi thịt này lên. Cái miếng thịt nó săn lại là được. Các cụ mợ ơi, bây giờ nhá, thịt của chúng ta đã săn rồi, các cụ mợ đổ cho cháu cái nước vào đây. Đấy, các cụ mợ đổ cho cháu vào nước này để tráng hết cái bát này, để cho nước, chúng ta lấy cái nước đổ vào nồi thịt cho nó xâm xấp nhá. Đấy. Các cụ đối với nửa cân thịt này, các cụ mợ đổ cho cháu khoảng 1 lít nước đi. Lít nước là vừa. Tráng hết cái bát ướp thịt này đây. Nó xâm xấp như thế này. Đấy, bắt đầu chúng ta sẽ đun sôi. Chúng ta sau đó hớt bọt hạ nhỏ lửa. Với nửa cân thịt này chúng ta sẽ kho khoảng độ 45 phút cho đến 45 phút đến 55 phút là vừa. Và cái thịt kho này các cụ mợ kho cho cháu 2 lửa là ngon. Khi mà kho được 2 lửa tức là để nguội, xong là khi ăn được kho lại trong khoảng thời gian khoảng độ 5-10 phút thôi. Để cho nó cái mỡ nó trong và ăn nó miếng rất mềm miếng thịt. Rồi các cụ mợ ơi, khi mà thịt kho của chúng ta sôi rồi nhá, các cụ mợ hạ nhỏ lửa cho cháu đấy nhá. Xong bắt đầu chúng ta sẽ hớt bọt luôn. Đây này. Nó nhiều bọt lắm đây này, các cụ mợ hớt cho cháu cái bọt luôn này. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, cho bát nước. Vớt hết cái bọt này thì để cái nước kho của chúng ta nó sẽ rất là trong. Rồi, chúng ta sẽ đun khoảng độ 10 phút cho thịt nó mềm, xong bắt đầu chúng ta sẽ cho chám vào nha các cụ mợ nhá. Các cụ mợ ơi, cháu đun thịt từ 10 phút rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho chám vào kho cùng nhá. Đấy, chúng ta sẽ cho hết chám vào để kho cùng. Kho cùng với thịt. Và các cụ mợ cũng có thể kho cho cháu nhỏ lửa thôi nhá. Đừng cho to lửa. Để cho nó chín dần. Đấy, cho nó mềm dần. Rồi, còn sốt một miếng. Rồi ạ. Đấy, chúng ta sẽ mở vung nhé các cụ, đừng đóng vung cho cháu. Cứ mở vung ra để cho nó cạn nước. Xong là chúng ta sẽ kho lửa riu riu nhỏ lửa để cho cái miếng thịt nó được chắc lại và nó trong mỡ. Ngoài ra nữa nước nó sẽ keo keo sánh sánh lại luôn. Chám cũng sẽ chín. Cụ mợ ơi, bây giờ thịt của cháu đã kho được 1 tiếng rồi nhá. Đây, nước sánh như này rồi. Đấy, chúng ta sẽ tắt bếp và cho thịt ra thôi. Đấy, các cụ mợ nhìn ngon không? Nồi thịt ngon không này? Đấy, nước cạn sánh này. Đấy, mỡ trong này. Màu vàng cánh rán này. Đấy. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc thịt ra nhá. Cho thịt ra bát nhá. Múc thịt với chám luôn. Ngon lắm ạ. Ngon quá. Và món thịt kho chám của nhà cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ ạ. Các cụ mợ nhìn xem nào. Mỡ của nhà cháu, mỡ miếng thịt rất là trong nhá. Đấy, mỡ nó trong và nó rất là mềm, miếng thịt rất là mềm. Chỉ cần sắn nhẹ vào thôi nó đã tan ra rồi. Đấy, chám thì nó không bị vỡ nát các cụ nhìn này, miếng chám nó rất là cứng, đẹp như này này. đấy. Và cái vị của nó thì mặn ngọt vừa ăn, hơi ngọt một chút thôi ạ, một chọn ngọt của nước hàng và một chút đường ở trong đó. Và cái vị mặn thì nó nổi chủ yếu lên và rất là thơm mùi trám và mùi thịt với hạt nước mắm hạt tiêu, rất là ngon đấy các cụ mợ ạ. Và mùa trám đến rồi, các cụ mợ thử làm cái món thịt kho trám này đi, cháu hy vọng rằng là các cụ mợ ăn sẽ rất là thích đấy. Và nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình tiếp theo.